nào để chúng ta tạo ra những cái video chuyển đổi cao ở trên mạng xã hội ấy. Thì hôm nay mình đang ngồi đây cùng với chị Vân, là chị đang có một cái kênh fanpage là hơn 500.000 cái lượt follow ở trên mạng xã hội, chuyên về những cái sản phẩm về chăm sóc sức khỏe, về ngách, về ung thư này, hệ thống về tiêu hóa. Thì hôm nay chị Thuận cũng đã học được khoảng 3 tuần. Và hôm nay là chị có vào thành phố Hồ Chí Minh tham gia một cái buổi offline, và hôm nay thì đến đây cà phê buổi sáng cùng với Linh đấy. Chị có thể chia sẻ là trước đây thì cái hoạt động kinh doanh của chị là đang có những cái vấn đề gì hay là như thế nào, mà sau đó thì lý do vì sao chị lại tìm đến cái chương trình của em? Thật ra thì trước đây chị cũng đã biết đến mô hình kinh doanh này và đã thử sức, nhưng mà trong một khoảng thời gian rất dài, phải gần đến 3 năm ấy, chị đã cố gắng nhưng mà mới chỉ đạt được một cái mức độ kết quả nó rất là khiêm tốn. Có nghĩa là vẫn thấy mình thiếu thiếu sai sai ở cái gì đó. Đến khi mà chị bắt gặp được cái chương trình là quảng cáo khóa học 21 tuần là làm content chuyển đổi cao, chị thấy lúc đấy chị bị vỡ ra là đây chính là thứ mình thiếu, bởi vì cái content chị làm ra nó chưa có thực sự là nó có chất lượng. Nó mang tính chất là nó đi vào những cái phần chung chung mà nó chưa đi vào chuyên sâu cụ thể, giải quyết được những cái băn khoăn thắc mắc của khách hàng, khiến cho khách hàng chưa hiểu sản phẩm, chưa hiểu nhận thức rõ được vấn đề của mình, và chưa hiểu rõ được là cái cơ chế tác động của từng sản phẩm lên cái sức khỏe của mình như thế nào. Cho nên khi mà nghe thầy chia sẻ trong các cái buổi chung học ấy, thì chị mới thấy bản thân mình cũng hiểu sản phẩm của mình nó thật là chi tiết kỹ càng hơn, mình yêu sản phẩm của mình hơn, đồng thời là mình cũng muốn truyền tải điều đó đến cho những người nghe, tức là những người đang bị bệnh và đang rất cần sản phẩm của mình. Thế thì hôm nay rất là biết ơn Thủy Linh vì đã dành cho chị nguyên một buổi sáng ngồi chia sẻ từ chiến lược làm content cho đến cách thức để đào tạo nhân viên content, rồi đào tạo nhân viên sale, rồi đào tạo marketing, rồi cách thức để mà có thể thay đổi cái hoạt động kinh doanh của mình để đạt hiệu quả tốt hơn. Thì tuy rằng là chị mới bắt đầu áp dụng thôi, nhưng mà chị đã thấy nó rất là khởi sắc rồi. Đã có những cái kết quả bước đầu rất là tốt, tức là cái chuyển đổi nó đã khá hơn rất nhiều. Mấy ngày hôm nay là doanh số chị đang gấp đôi. Doanh số tăng gấp đôi so với những ngày trước, khoảng độ 3-4 hôm nay. Đấy mà mới học được có vài buổi thôi. Là 3 tuần đấy là chị dành nhiều thời gian để nghiên cứu lại sản phẩm, và dành nhiều thời gian để viết ra những trong cái bài tập lý tưởng mà thầy đã hướng dẫn. Thì chị chưa có làm gì, nhưng mà mấy ngày nay chị cũng quay video rồi. Thì quay video phát lên cái là có hiệu ứng ngay lập tức. Vì như này nó đúng là một chí lợi hại. Đối với người làm kinh doanh cá nhân và truyền thông trên mạng internet thì chị nghĩ rằng cái content chất lượng mới là một cái vũ khí thực sự. Mà mình điều mình vui nhất nó không phải chỉ là doanh số tăng trưởng, mà điều mình vui nhất chính là cái sản phẩm thật sự mình đã rất tâm huyết để làm ra, nó chất lượng nhất theo như mình có thể làm được, thì nó lại có cơ hội được tiếp cận nhiều hơn với rất rất nhiều khách hàng, và khiến cho nhiều khách hàng sẽ thay đổi cái chất lượng sức khỏe của họ. Đấy là điều mình vui nhất, mà rất là cảm ơn thầy Linh vì đã tổ chức lại cái khóa học này. Thật sự là nghĩ rằng những ai đang làm marketing trên mạng xã hội và thương hiệu cá nhân thì nhất định là nên tham gia và nên tìm hiểu về khoảng. Có nghĩa là trước đây kênh của mình là cũng được khoảng hơn 500 mấy ngàn follow, nhưng là cái chuyển đổi của mình nó vẫn có, nhưng nó không phải là nó nhiều lắm. Nó chưa có đạt được như cái mong muốn của chị. Cũng chưa hiểu lý do tại sao mà dù mình nỗ lực, mình làm chăm chỉ lắm. Thực tế là đây là cái mà rất nhiều người họ có kênh hàng triệu follow, nhưng họ cái tỷ lệ chuyển đổi của họ thấp. Trong lúc đó có những người kênh đó chỉ có 1-2 ngàn follow thôi, nhưng doanh số họ tốt hơn rất nhiều. Thì bởi vì hai cái nội dung về chuyển đổi và nội dung về viral á, nó là thuộc hai cái khác nhau, nhưng hai cái này mà kết hợp lại với nhau á thì giống như hổ mọc thêm cánh. Thì vì chị học thầy nên chị hiểu được cái này chứ. Trước đây á, chị mà làm content thì rất hạn chế nói về bằng chứng khách hàng, giá cả sản phẩm, rồi những cái liên quan đến phim chuyên sâu quá, vì chị nghĩ nó sâu quá, người ta cũng chán. Nhưng hóa ra không phải thế, người ta càng hiểu kỹ thì người ta càng hiểu. Đó là bây giờ chị mới gọi là áp dụng mấy ngày và bắt đầu có những cái chuyển biến nó rõ ràng, đúng không? Thế thì hy vọng là cuối năm nay chị sẽ x10 doanh số của chị khi mà chị bắt đầu vô để ra. Cố gắng phấn đấu. Và với là thầy mà chỉ dẫn chị sẽ làm được ít nhất phải được 70-80%.
Thì giống như hồi sáng nay em chia sẻ cho chị cách để lên X10 như vậy, thì chị thấy là cái độ khả thi nó khoảng bao nhiêu phần trăm? Chị nghĩ rằng nó phải 80% đấy thầy. Dạ. Yeah, tức là như... để mà cho cái nguồn lực của chị làm ấy thì yeah, chị sẽ đạt được ít nhất là phải 80%. Dạ, yeah, ok chị. Đấy, thế thì em muốn hỏi chị là khi mà bây giờ chị học về cái chương trình này được mấy buổi rồi đó, chị thích nhất cái điều gì mà ở trong cái chương trình của em? Cái chương trình này của thầy á, điều mà chị ấn tượng nhất ấy, chính là cái tâm thế cho đi của thầy. Yeah. Thật sự thì cái khóa học này đối với chị cảm thấy nó rất là rẻ. Yeah. Okay. Tiền nhá. Yeah. Chị nói là so với số tiền mình bỏ ra để tham gia khóa học với lại giá trị mình nhận được về thì nó lớn hơn rất nhiều lần. Yeah. Chị nói rất được thầy chỉ dẫn một cái thân tình ấy. Yeah. Nó giống như là anh em chị em chỉ bảo nhau ấy. Yeah. Nó không mang tính chất là thầy giáo dạy học sinh. Yeah. Thì đấy là điều mà chị rất là thích. Yeah. Và những cái kiến thức mà mình học được ở đây cũng rất là nhiều. Ngoài yeah, kiến thức mà viết content ra thì còn lead đội nhóm này, còn xây dựng doanh nghiệp này, rồi còn chiến lược kinh doanh, chiến lược marketing, rồi mở rộng quy mô. Yeah. Nói chung là giá trị hơn rất nhiều so với số tiền mình bỏ ra. Yeah. Ok chị. À, và nếu như bây giờ hiện tại cũng có rất nhiều người họ muốn tham dự chương trình ấy chị, nhưng họ vẫn đang còn khúc mắc và không biết là chương trình này có phù hợp với họ hay không này, rồi có thực tế hay không, rồi không biết liệu có áp dụng được hay không, thì với những người mà chị đã học cũng biết học nhiều nơi đây này, rồi sau đó chị học của em và tham dự được mấy tuần rồi đó, thì chị có điều gì muốn chia sẻ với những người mà họ đang còn khúc mắc hay là còn e ngại khi mà đến với chương trình này? Thì thật ra chị nghĩ rằng cái khúc mắc e ngại của tất cả mọi người giống y như khách hàng của mình vậy. Yeah. Là do họ chưa hiểu rõ và họ chưa biết là cái sản phẩm này giúp họ nhờ cái giải pháp và cơ chế nó cụ thể như thế nào. Yeah. Thế thì cho nên họ hoang mang, họ không dám sử dụng sản phẩm, đến khi họ sử dụng họ lại bảo ôi cảm ơn thượng quá hay cảm ơn linh quá. Yeah. Thế thì điều quan trọng là bạn phải tham gia. Yeah. Và khi bạn tham gia vào, bạn quyết định trải nghiệm thì yeah, bạn sẽ có được một cái thứ rất giá trị, đó là một cái bản đồ yeah, đã được vẽ sẵn. Yeah. Và người ta đã lên một cái chương trình sẵn để mình chỉ việc như thế mà bước đi, giống như từng bậc ấy. Yeah. Thì khi đó mình sẽ không sợ đi nhầm đường, không sợ đi lạc hướng, mà mình đỡ đi loanh quanh, đỡ mất thời gian, tiết kiệm rất nhiều thời gian. Yeah, ok, cảm ơn chị Thuận. Đấy thì những anh chị mà chúng ta đang muốn tham dự chương trình này ấy, thì chúng ta hãy để lại tên, số điện thoại, và sau đó thì bên Linh sẽ liên hệ và tư vấn cho anh chị chúng ta. Và cảm ơn chị Thuận rất nhiều.